Sáng ngày 29 tháng 12, ông Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cho biết, kết quả xét nghiệm cho nữ hành khách đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc COVID-19, bệnh nhân 1440, đã dương tính lần một với SARS-CoV-2. Hiện tại, nữ hành khách này được theo dõi cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trước đó, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng tìm nữ hành khách này ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung khi được xác định đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 1440 hôm ngày 24 tháng 12. Ngay sau khi phát hiện nữ hành khách, ngành chức năng khẩn cấp cách ly, đồng thời điều tra dịch tễ, phát hiện các trường hợp tiếp xúc gần. Qua điều tra truy vết, nữ bệnh nhân có tiếp xúc gần với 4 người trong gia đình. Như đã thông tin, qua lời khai của lái xe 16 chỗ, xe từ thành phố Hồ Chí Minh về vào đón bệnh nhân 1440 cùng với nữ hành khách mặc áo đen, quần sọt trắng đón xe tại ngã tư Long An về Vĩnh Long. Trong quá trình di chuyển về Vĩnh Long, xe chở bệnh nhân 1440 có ghé tại trạm dừng chân Minh Phát, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trong khoảng thời gian 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút ngày 24 tháng 12 để ăn sáng. Sau khi ghé trạm dừng chân Minh Phát, thì nữ hành khách nói trên không đi cùng bệnh nhân 1440 nữa mà đón xe khách khác di chuyển về huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Mặc dù dịch có những diễn biến khó lường, song đến nay cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tiến hành công tác phòng ngừa. Trong lúc này, người dân nên tự giác chấp hành các biện pháp chống dịch được Bộ Y tế khuyến cáo.